là nhiều. Và bây giờ chúng ta cũng bắt đầu đi tô màu nào. Thì nhằm tiếp tục tô màu này con. Chị cái mẹ đó chết tiệt rồi. Ngày phút ấy con tim tôi khá rồi bởi lòng em đang có. Từ nay phun hơi con tim tôi hả? Đây tôi mà xong. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ cùng với các bạn
đi thơ mò nhé. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi thơ mò. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta cũng bắt đầu đi thơ mò nào. Chi tiết thơ mò như vậy.